hôm nay làng ta mở hội chùa dâu. Em nghe nói có vua đi Tần Du. Thế các chị có biết vua ta tên là gì không nhỉ? Vua ta là vua Lý Thánh Tông. Còn tên thật thì ai mà biết được. Này, phải kiêng tên quý đấy. Ui giời ơi, có cái tên mà cũng không gọi thì khác gì không tên. À, em hỏi câu này, các chị đừng cho là ngớ ngẩn nhé. Thế mặt vua thì có giống mặt người ta không nhỉ? À, vua thì cũng là người chứ. Sao có người nói mặt vua đỏ như mặt trời ấy? Mà mặt trời thì nhìn chói lắm. Có người còn dọa ai mà nhìn thấy mặt vua ấy thì bị mù mắt. Ôi, mù mắt. Người ta có câu đố rằng đêm thì những mẹ cùng con, ngày thì chết hết chẳng còn một ai. Còn một ông cụ tám tai, nhăn nhăn nhó nhó, chẳng ai buồn nhìn. Thế là thế nào nhỉ? Nghĩa là đêm thì có trăng cùng sao, còn ngày thì chỉ còn mỗi một mình ông mặt trời. Nhăn nhăn nhó nhó là vì nó tóe loe ra như lửa ấy, ai mà nhìn được. À, phải hỏi chị gái mới được. Phải đấy. Chị, vua mà mặt đỏ như mặt trời thì đó là vua Tàu rồi. Chả là vì vua Tàu tự xưng là thiên tử. Thiên tử là con trời. Trời đỏ mặt thì vua cũng mặt đỏ. Vua đỏ mặt, vua đỏ mặt là chị. Nhưng vua ta bây giờ thì khác. Vua ta khác thế nào hả chị? Ta có vua Hùng gọi là vua Tổ. Phải rồi, vua Tổ ở Châu Phong. Ta có Trưng Vương Tục gọi vua Bà. Em có nghe chuyện vua Bà đánh giặc Hán. Ta có ông Phùng Hưng là vua mẹ vua cha. Bố cái đại vương ở bên núi Tảng. Này, bên sông Lam có Mai Hắc Đế đi cày, người cứ đen như là củ súng ấy. Vua đen đấy không ạ? Có phải vua đen hả chị? Rồi vua Ngô, vua Đinh, vua Lê đều là võ tướng, đánh giặc tài, diệt quân Tống, yêu nước, thương dân. Như vua Lý Thái Tổ ta là người sãi chùa xuất thân, làm tướng có công, được tôn làm vua, để dân nước Nam có vua Nam cai quản. Vua ta bây giờ cũng là người can đảm, Bắc thì chống Tống, Nam thì hòa chiêm. Các đấng bề tôi như ông Lý Thường Kiệt, ông Lý Đạo Thành đều là các bậc nhân quan văn hay võ giỏi. Chị gái thật là thông kinh hiểu sách. Chị nói thông vanh vách, ai nghe cũng thấy thuận tai. Nghe chị nói mà em cũng thấy yêu vua. Ôi, thế thì không thấy vua. Nói nhảm nào, vua nghe thấy thì chết. Châu ta ăn cỏ đồng ta, lấy vua phải xa cửa xa nhà. Bố mẹ mất nhờ anh em cách mặt. Lấy vua thì thương nhất còn gì nữa. Thôi, ta đi hái dâu, để lát nữa còn đi xem vua đấy các chị ạ. Phải đấy. Chị em ta cùng nhau hát bài ca của người khẩu thôi. Hội chùa dâu làng xóm bảo nhau thánh.
vua ta là người nhân đức, mà tôi đang gặp bước gian nguy. Âu là cứ liều mà cậy đến thiên uy, nếu vận rủi thì hiện nay cũng đang rủi phận, có chết cũng không sao cơ mà. Này cô gái kia, mọi người ra bái vọng đức vua cớ sao cô vẫn còn dám đứng đây mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ thế? Dạ thưa cậu, là con gái ai chẳng thích đi xem hội, đạo làm dân ai chẳng sợ vua. Em còn đứng đây mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ là vì trong bụng em đang nghĩ đến một ông vua khác ạ. Vua còn đang sống sờ sờ ra mà dám tơ tưởng đến vua khác à, thế là phạm tội đại nghịch rồi còn gì hả? Dạ thưa cậu, nó là như thế này này, là vì ông vua bếp dọa treo nồi nhà em, cho nên em phải đi hái dâu ngày hội đấy cậu ạ. Lão thật, coi vua thật không bằng vua bếp à? Dạ thưa cậu, sách có chữ dân dĩ thực vi thiên, nghĩa là dân lấy ăn làm rời. Cậu cứ nghĩ mà xem, dù vua có là con rời thật, nhưng dân không có ăn thì nước cũng mất, mà vua cũng chẳng còn. Cho nên ông vua bếp còn bằng bố ông vua thật cơ cậu ạ. À. Khá khá thế nhất định không đi xem họ nhờ. Dạ em còn phải đi hái dâu cậu ạ. À. Chỉ dục có 3 tiếng, nếu không đi là nhất có đi không? Dạ em còn phải đi hái dâu cậu ạ. À. Nhị thì nhị rưỡi có đi không? Dạ em đã nói với cậu là em còn phải đi hái dâu. Tâm cô em giỏi lắm. Em biết ngay là cậu không dám chém em mà. Thế sao cô em biết là anh không dám chém? Dạ em cứ nhìn vào mắt cậu là em biết ạ. Cứ nhìn vào mắt cậu là em biết. Dạ. À này, vua đến. Cho dân xã được xa giá ngự về xem hội, dân thổ lỗi trai gái trẻ già, xin dâng chữ đức vua muôn tuổi. Đức vua ta muôn tuổi. Nay chẳng tuần du qua vùng Kinh Bắc, thấy non nước tươi xanh cảnh sắc mặn mà, mạ xanh mướt chân trời, dâu biếc bãi phù sa, tiếng hát dập dìu như hoa thơm bướm liền, hội chùa dâu nơi nơi biết tiếng, nay trẫm về thăm hỏi dân thôn. Đức vua ta muôn tuổi. À này, vua đến thì phải im hơi lặng tiếng núp tới vườn dâu, rồi anh che chở cho na. Dạ em đội ơn cậu lắm ạ. Anh về na. Anh về na. Anh về na. Ơn minh quân, xin cho dân xã dâng chút nghề hát mọn thay cho lời chúc tụng. Tay tôi bưng một cái châu này chưa kỳ tăng ơi
Chấm ban lời cảm ơn trăm họ, cầu cho đất trời mưa thuận gió hòa, mừng cho người người vui trẻ khỏe già, mong cho cây cỏ xây bông mập trái. Đức vua ta muôn tuổi. Bực mình lên đến thiên cung, này thiên ý hỏi ông Nam Tào bắt đầu, làng lá dân làng ơi, mà này cũng có nấm lòng, mà này cũng có nấm lòng, tình tình treo này chi tôi lý tang tình tang, ô buồn là tôi thêm buồn nỉ. Dạ, muôn tâu bệ hạ. Đang khi thánh chúa giáng ngự hội chùa, lại có người dám hát những lời bất kính à? Người ta hát thế nào? Muôn tâu bệ hạ, người đó hát rằng bực mình lên đến thiên cung, hỏi ông Nam Tào Bắc Đẩu, nỡ lòng trêu ghẹo chi tôi à? Cả dân vui cớ sao có một nàng thôn nữ, thơ thẩn một mình đứng hát giữa nương dâu. Tiếng hát hay tiếng than thế sự cơ cầu, hay ta có điều gì để lòng người oán giận? Lính. Dạ. Ta thu ngươi ra triệu người con gái đó lại đây. Dạ. Thế là nhà tôi đại vô phúc thật rồi. Dạ. Dạ. Dạ muôn tâu đức vua. Các bồ lão. Dạ. Hãy tạm lui để ta tiếp người thôn nữ. Tiếng ai hát đây nhỉ? Có phải tiếng hát của chị gái đấy không? Cái này thì mất đầu chứ bỡn à. Các quan hãy dẹp bớt lễ nghi để cho nàng bớt sợ. Dây à, đã bảo là im hơi lặng tiếng lại còn léo nhéo hát mấy trò, vừa đòi cô phải tới hầu ngay đấy. Lâu một niềm thất vọng, tuổi ngoại 40 mà sinh gái một bề, nghe hội chùa thiêng cửa Phật huyền, muốn cầu được hoàng nam để lo về tế nghiệp. Nghe tiếng hát lòng khôn xiết, chẳng ta tài mong đức nên dân con chưa được thành thơi, chốn hang lạch còn có người oan khuất. Dẫu đất nước chưa mắc vòng binh cắt, nhưng kể bên hai nước láng giềng, Bắc vẫn chưa hòa mà Nam vẫn chưa yên, nỗi lo gấp chưa có người đỡ gánh. Thank you.
gãy đầu, không thì nhà anh vô phu. Dạ, em đội ơn cậu chỉ bảo. Thế vua đâu hả cậu? Vua đấy, vua đấy. Thế gặp vua cô định chào thế nào nào? Dạ, em sẽ xin chào là lạy vua ạ. Ôi giời ơi, sao lại chào thế? Phải chào thế này. Ở tên họ là gì? Xin dâng lên 4 chữ thánh thọ vô cương, hiểu chưa? Dạ, em đội ơn cậu ạ. À này, 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 này. Anh lính dạ. Dạ. Ra ngoài kia bếp chép gì đó. Dạ. Trình đức vua đèn dài đức bè ơi, gái nhà nghèo ra mắt đi quân đi phương, bốn chữ vâng lên thánh thọ vô phương, thấy lời chiều dạ bàng hoàng con đi. Cô gái nghèo truyền cho đứng dậy, đứng dậy. Cô là ai giữa ngày hội hè mà lủi thủi một mình? Trong lời hát vừa rồi có điều gì muốn ngỏ? Dạ trình đức vua, tiện nữ là người quê mùa phép triều đình không biết. Nếu đức vua tha cho tội chết thì tiện nữ mới dám giãi bày ạ. Nàng cứ nói. Dạ, dạ, dạ thánh thượng có tha cho tội chết thì tiện nữ mới dám giãi bày ạ. Có điều gì nàng cứ nói. Dạ trình đức vua, như kẻ gái nghèo này nghĩ thì mấy năm nay trời làm lũ lụt, phương Bắc thì Tống Triều đang âm mưu xâm lấn nước ta, phía Nam thì giặc Chàm đang nhung nhăng quấy phá ở vùng Ô Ly. Đạo làm dân còn để tâm suy nghĩ, huống chi vua là chủ tể của non sông. Nay đức vua ở tận chốn thâm cung, chính lệnh dẫu hay nhưng chưa thấm đến nơi thôn ổ, hình pháp dẫu khoan nhưng dân chưa biết chữ, khiến kẻ tham quan ở lại vẫn cậy thế làm càn. Nơi ngõ sâu vẫn chưa dứt tiếng kêu than, ngoài đồng nội vẫn còn quân trộm cướp mà. Khoan! Dạ, muôn tâu bệ hạ, tên giặc cái này quá là ngang ngược, trước mặt thánh quân mà dám buông lời dèm chê chính sự, phỉ báng triều đình. Dạ, xin cho đem chính pháp để triệt mầm phản loạn ạ. Ta ra lệnh cho ngươi, nếu ta chưa hỏi thì nhà ngươi không được nói, cho ngươi lui. Nàng chớ sợ, có điều gì cứ nói. Trình đức vua rộng lòng tha tội, lượng biển đi trời, lắng nghe tiếng bê rúi khâu ý theo, nghe lời ngang tay chẳng lấy làm kẻ nghèo khó xin giãi bày hết đi dạng. Hay lắm, ta cũng muốn nghe những lời thốt từ gan dạ. Dạ, như nước ta từ vua Hùng dựng nước, cõi bờ riêng phong tục cũng riêng, thoát cảnh nghìn năm non nước ngửa nghiêng, là nhờ khúc chúa hết lòng dây nghiệp, lại nhờ Ngô Vương nhọc nhằn khôn xiết, diệt Hoàng Thao trên ngọn sóng Bạch Đằng, trải hai chiều Đinh Lê phá Tống Bình Chiêm, đến Thái Tổ Thái Tôn bản triều kế nghiệp, văn trị rõ ràng, võ công oanh liệt, mấy đời nay đất nước bình yên, mát mặt xuân côn sáng đức tổ tiên, là nhờ các vua biết no toan việc nước. Như đức Thái Tôn ta là bậc vua hiền mà vẫn lo mình ít đức, dậy sớm thức khuya lo việc nước mà luôn luôn lo sợ như người lội vực ạ. Chà, vậy như nay thì nàng có điều gì giúp ta không? Dạ trình đức vua, phương ngôn có câu thuốc đắng giá tật,
Lại có câu chậm đến đâu học lâu cũng biết, hoặc như câu mưu cao chẳng bằng trí dày. Nay nước ta ở gần phải kẻ bài bay, Tống thì kiêu hoạnh hiểm sâu, Chàm thì hẹp hòi ti tiện. Người ta thường nói chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Nếu như một nhà gặp phải láng giềng khó ở, thì đành dỡ nhà tìm chỗ khác. Nhưng nay nước ta ở gần phải nước láng giềng sâu, thì biết khiêng sông bưng núi đi đâu. Vậy xin đức vua hãy ngẫm lại tai vạ nghìn năm, trước lo nước sau lo nhà, trước lo nhà sau lo thân. Lo giặc từ khi giặc chưa tới gần, kho còn thóc đã phải lo khi đói. Có hôm nay phải biết liệu ngày mai tới. Vậy dám khuyên bệ hạ lấy điều cả nghĩ cả lo, làm đức sang của đấng quân vương. Muôn dân năm nọ phải lo việc nông mì tang, trong lũ lụt phải khơi ngòi đắp mì. Muốn giữ nước vững phải chăm lo luyện tập, muốn phép nghiêm phải lo việc học hành, muốn đồng lòng thì danh phận phải phân minh, muốn lên việc phải trọng người nói thật. Mấy lời quê cạch của kẻ nghèo hèn, phận dân con chẳng quản tiếng chê khen. Người trung nghĩa không tính điều khôn dài ạ. Khá khen cho nàng, đầu còn xanh tuổi còn trẻ, mà nói năng vững chãi, cất lên lời là miệng thực như lòng. Ở nơi ngõ hẻm hang cùng cũng biết lo việc non sông. Vậy gia cảnh thế nào, chắc có điều gì cay đắng. Ơn đức vua ban lời đoái tường, đường mẹ cha thời quật bóng từ phận mồ côi mưa nắng dài dầu. Cảnh giàu trao nương thân bên người mẹ yêu kể. Nay gì ốm đau thuốc thang chưa đỡ, tầm mấy nông đôi lá đợi dâu. Hội dỗ vui nhưng dạ có vui đâu, để tiếng than lọt tới tai vua, thực là đắc tội. Nàng ơi, ta nghe nàng nói cứ mỗi như một tiếng đàn hay. Đi hội chùa ta gặp nàng đây, thật bụt vàng lại đặt nơi chùa đất. Vậy tuổi đã bao nhiêu, nàng đã có nơi nào gá nghĩa? Dạ trình đức vua, như dân con má đào phần bạc, tuổi đã ngoài đôi mươi, bởi mẹ cha công nợ nên đang mắc vạ sắp phải gán thân cho kẻ cường hào. Như chim trong lồng, như cá trong ao, nào dám ước mong tháng ngày tủi hận. Thân gái xưa nay mưa xa tùy phận, phận bọt bèo nào biết chìm nổi ra sao à. Nàng nói sao, nàng bị bọn cường hào áp bức à? Dạ nay dân con như cá nằm chốc thớt, chủ nợ thường thang thằng thúc nhiều lần. Phận liễu bồ một bước xa chân, là chọn kiếp đắng cay tủi hận. Nay biết đức vua vốn người nhân đức, nên cả gan lấp dưới ruộng sâu, cất tiếng hát tham chẳng sợ rơi đầu, mong được thanh quân đèn rời soi tỏ. Nàng ơi, thật là may ta đi cầu tự,
Phật trời cho được gặp nay người hiền. Áo vá quần manh mà tài sắc vẹn, nay ta đã ngoại 40 mà Hoàng Nam chưa có việc nối nghiệp tổ tiên, nào biết cậy ai. Gánh giang sơn đang đè nặng hai vai, nay gặp nàng đức tài gồm đủ lại trong cảnh éo le, vậy ta muốn đón nàng về làm bầu bạn, lo việc nhà việc nước. Thế chị gái cái nào chị ngồi mà vậy, thật phúc cho làng ta đấy. Ơn đức vua ban điều phúc đức mê, khiến thiếp mê tôi này xa những bào ý hoàng. Phận dân con đâu dám trai quân lệ phương, xin thư thả ơi cho được lỡ tròn chữ yêu. Ta nghe ra rồi, nàng có người mẹ kế đang mắc bệnh hiểm nguy, ta sẽ truyền cho quan nhập nội lang trung. Dạ. Nội hôm nay sẽ đưa thái y về lo việc thuốc thang để cho nàng yên dạ. Lính. Dạ. Ta cho ngươi ra triệu nàng về thì gặp nàng ở đâu? Dạ 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 tâu bệ hạ, con gặp lệnh bà đây. Lúc trước thì ở vườn dâu, dạ lần sau thì ở dưới gốc lan, đứng dưới gốc lan mà hát ạ. Các bồ lão. Dạ. Từ xưa tới nay nàng vẫn đặt tên là gì? Dạ, từ xưa tới nay dân làng vẫn thường gọi là dạ là cái gái. Tên là gái thì có tên cũng như chưa có. Nay gặp ta, nàng đứng tựa gốc lan, vậy ta đặt tên cho nàng bằng hai chữ Ỷ Lan. Ỷ Lan đấy. Ơn đức vua như sông biển non ngàn, suốt đời thiếp nguyện báo đền ơn nghĩa. Nước có nguồn, cây có rễ, xa quê hương ai chả nhớ quê hương. Ta cho nàng tùy quyền sẽ chọn lấy hai người bạn nữ cùng vào nơi cung câm. Đội ơn chúa thượng, bạn cùng quê từ khi đẻ trái đào, có cô trinh đây khi cắt cỏ chăn trâu, chỉ em một bước xa nhau cũng nhớ. Còn một người thị lộc là em, con mẹ kế, đợi khi cưới nhà yên ổn sẽ xin cho được vào cung. Ơn đức vô lòng nhân rộng mãi, chị em tôi một lạy này tư ta quê. Thank you.